Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Nhà 5D. Hôm nay tiếp tục chuyên mục review đánh giá các sản phẩm thiết bị vệ sinh cao cấp. Mình sẽ gửi đến cho bạn một mẫu sản phẩm mới, đó là mẫu sen cây tắm chính hãng đến từ thương hiệu Esinc. Sản phẩm này có mã hiệu là mình sẽ để ở trên màn hình đây. Mã sản phẩm tương đối là dài. Đi sâu đánh giá chi tiết. Trước tiên là sẽ là tổng quan thiết kế các bạn nhé. Sản phẩm này có một thiết kế mình đánh giá là tương đối là sang trọng và hiện đại. Về thiết kế thì sản phẩm này cũng có cơ cấu tương tự như các mẫu sen bình thường khác, bao gồm có 3 phần. Thứ nhất là phần củ sen này, củ sen vòi sen tắm này, phần bát sen và phần bát sen tổng xả phía trên. Trước tiên mình sẽ đánh giá về cái phần củ sen trước. Đây là bộ phận quan trọng nhất của mẫu sen cây tắm này. Đây, bạn xem qua tổng quan về thiết kế. Phần củ sen cũng như là toàn bộ mẫu sen cây tắm này được làm phần lớn bằng các vật liệu cao cấp, đó là đồng, mạ niken chrome. Về chi tiết thì phần củ sen này có những chi tiết như sau. Mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng luôn. Trước tiên là chúng ta có một cái cần gạt này, điều chỉnh nhiệt độ cũng như là bật tắt, đóng mở nước, rất là quen thuộc. Cái phần cần gạt này, tay cần gạt này được cách điệu bằng một cái vòng như này, cho chúng ta vừa dễ sử dụng mà lại còn tạo điểm nhấn. Dập như Esinc, ký hiệu nóng lạnh. Phía bên dưới chúng ta có cái vòi xả phía dưới này. Vòi xả này có thể điều hướng sang trái sang phải được. Vòi này chuyên dùng để xả vào phần bồn tắm, hoặc là các bạn xả vào những cái xô trậu phía dưới để giặt quần áo chẳng hạn. Đây là hai đường nước đấu nóng lạnh này. Phía bên trên chúng ta có một cái van. Van này điều chỉnh chế độ xả. Nếu các bạn để mặc định như này thì nó sẽ sử dụng cho có ký hiệu dập rất chi tiết, hình biểu tượng bát sen. Thì đường nước sẽ được cấp cho cái phần tay bát sen ở phía bên trên. Thì chúng ta vặn như thế này, có ký hiệu cái vòi xả dưới ấy, thì nước sẽ được cấp cho phần vòi dưới. Và khi chúng ta vặn như thế này, ký hiệu ở đây là hình bát sen tổng, thì nước sẽ được cấp cho phần bát sen tổng phía trên để xả. Để cơ bản như vậy. Còn đằng này chúng ta đang có một cái đường dây đấu cấp nước cho cái phần bát sen này, tay bát sen này. Esinc là một thương hiệu chuyên sản xuất các sản phẩm thiết bị vệ sinh cao cấp với nhiều công nghệ hiện đại và đạt tiêu chuẩn châu Âu về chất lượng. Riêng các sản phẩm Esinc thì mình đánh giá chất lượng mạng cũng như là cái mức độ gia công hoàn thiện của nó rất là cao. Và hãng bảo hành chính hãng cho các sản phẩm của mình là cũng rất là sâu, nên các bạn phải an tâm sử dụng lâu dài. Phía bên trên này chúng ta sẽ đến phần tay bát sen. Tay bát sen này thì được làm bằng nhựa mạ niken chrome với 3 chế độ nước. Đây các bạn xem này, mỗi một lần vặn như điều chỉnh như này là sẽ là một chế độ xả của nước này, trụm xòe các thứ. 1 này, 2 này, 3 này, đó. Các bạn thấy không? Có thể mình sẽ làm một video riêng để cho các bạn test thử cái khả năng xả của cái tay bắt xe này. Tay bắt xe này được cài trong một cái cài lên một cái cài sen, có thể điều chỉnh được hướng như này, cúi xuống này, lên này, lên xuống này. Và cái phần cài sen này có thể điều chỉnh ở độ cao. Các bạn kích vào cái nút đây, có thể kéo lên xuống được, điều chỉnh cho cái phù hợp với nhu cầu sử dụng của các bạn. Phần phía dưới này chúng ta có một cái chi tiết nhỏ nữa, đó là cái phần móc inox này, cái phần cài inox này. Cái phần cài này nó có thể giúp cho các bạn cài những kiểu những cái xà bông tắm các thứ các bạn treo ở đây, và cũng có thể điều chỉnh lên xuống được. Đây là một chi tiết thêm mà của nhà sản xuất thiết kế cho cái mẫu sen cây này. Các mẫu sen khác thường thì không có cái này đâu. Và cuối cùng là chúng ta có cái bát sen tổng ở trên. Bát sen này một chế độ xả bằng nhựa, cũng là bằng nhựa mạ. Cái bát sen này các bạn cũng có thể điều hướng được nhá. Và một điểm nữa đó là đây, các bạn để ý ở trên này có một cái mối nối, cái khớp nối này ở phần thân cây sen này. Nhờ cái khớp này các bạn có thể điều chỉnh được cái độ cao, chiều cao tổng thể của cái phần bát sen tổng ở phía trên. Nó có thể xuống hoặc là lên được. Cái này các bạn có thể căn chỉnh làm sao cho nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình cũng như là chiều cao thông thủy của cái phòng vệ sinh của nhà bạn. Lắp đặt, khi mà lắp đặt chúng ta đi căn chỉnh sao cho phù hợp. Đó. Đấy cũng là một điểm cộng so với các mẫu sen khác. Các bạn người xem trên kênh mình review ấy, nó sẽ cái phần thường những cái phần thân cây sen này nó sẽ là thân cứng luôn, nó không có cái khớp nối này, dẫn đến là không thể điều chỉnh được chiều cao mà nó cố định luôn chiều cao của cái sen cây tắm rồi. Okay. Đây, mình sẽ zoom xa cho các bạn xem lại một vòng tổng thể thiết kế của mẫu sen cây tắm này. Mình đánh giá đây là mẫu sen cây tắm khá là tốt đấy. So với chất lượng nó đem lại và cái giá thành của nó thì mình đánh giá đây là một mẫu sen cực kỳ là hợp lý so với giá thành. Và nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy liên hệ ngay bên showroom Trung Đức, một đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm thiết bị vệ sinh cao cấp chính hãng của Esinc. Các bạn hãy liên hệ ngay theo các thông tin mình để ở trên video hoặc click vào phần mô tả video này để biết thêm chi tiết. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.